Ngày 1 tháng 3, quận Đoàn Đống Đa khởi động tháng thanh niên 2024 với chủ đề Tuổi trẻ Đống Đa xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bắt đầu cho một tháng 3 sôi động của tuổi trẻ. Đây là dịp để tuổi trẻ quận Đống Đa, những thanh niên mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, tô thắm thêm hình ảnh của thế hệ trẻ thủ đô thời đại mới, tạo bước khởi đầu quan trọng đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2024. Qua 20 năm triển khai, tháng thanh niên đã thực sự tạo dựng hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới, xung kích tình nguyện sáng tạo và dấn thân vào việc khó, việc mới, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Năm 2024, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ quận Đống Đa triển khai tháng thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ Đống Đa xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành các cấp và toàn xã hội. Tuổi trẻ Đống Đa bước vào tháng hành động cao điểm năm nay với tâm thế tham gia các phần việc gắn với giải quyết câu chuyện, vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại địa phương, đơn vị, chú trọng ứng dụng chuyên môn, công nghệ mới. Ngoài ra sẽ có các hoạt động đồng hành, chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho các thanh thiếu nhi, đồng hành với thanh niên công nhân. Năm nay thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là chúng ta cũng sẽ tiếp tục phát huy những cái hoạt động năm vừa rồi chúng ta đã triển khai rất là hiệu quả, như là hoạt động chuyển đổi số trong thanh niên, hỗ trợ cải cách hành chính, sử dụng dịch vụ công, rồi là thúc đẩy cái quá trình chúng ta ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh và trong mọi mặt cuộc sống. Đồng thời là một năm tình nguyện, năm thanh niên tình nguyện là cái chủ đề công tác năm, thì cũng rất là mong các đồng chí cũng sẽ đồng hành cùng với thanh đoàn trong các cái hoạt động sắp tới. Tại lễ phát động, quận Đoàn Đống Đa đã ra mắt 5 đội hình tình nguyện gồm đội hình thanh niên tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số, đội hình thanh niên tình nguyện môi trường xanh, đội hình thanh niên tình nguyện giao thông xanh, đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội. Cùng với đó, quận Đoàn Đống Đa đã có nhiều chương trình an sinh hướng tới cộng đồng dành cho người dân trên địa bàn. Trong khuôn khổ chương trình, quận Đoàn Đống Đa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, phát huy nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, một hành động thể hiện sâu sắc truyền thống thương người như thể thương thân đáng quý của dân tộc ta.